Video này em Minh dành cho các bác nào có căn phòng khách lớn và cực lớn. Em Minh chia sẻ một chút thì vài hôm trước em Minh có nhận được một cái lời ngỏ ý tư vấn sắp xếp bàn ghế nội thất phòng khách cho một anh khách hàng, và phòng khách của nhà anh ý có diện tích là 50m2. Dù là diện tích nhỏ hay diện tích lớn thì đều không làm khó được em Minh. Và với căn phòng khách 50m2 thì em Minh sẽ đưa ra cho anh ba cái tên với ba bộ bàn ghế Minh chắc chắn là sẽ làm anh hài lòng. Đầu tiên là bộ bàn ghế rồng khay đây. Bộ bàn ghế rồng khay với 24 món. Và 24 món này thì chắc chắn là sẽ làm cho căn phòng khách nhà anh trở lên là độc đáo. Đặc biệt trải nghiệm ngồi trên bộ bàn ghế này thì có một chút gì đó uy quyền của phong cách vua chúa thời xưa. Đó, quý vị thấy không ạ? Rất là đẹp, rất là khang trang bệ vệ. Và đây chính là mã số 01 anh nhá. Thí sinh thứ hai chính là cái tên rồng đỉnh. Và bộ bàn ghế rồng đỉnh ở đây với những nét độc đáo vô cùng đặc biệt và những các cái dáng dấp ở đây thì cũng vô cùng là quyền uy, xứng đáng là một trong những bộ ghế dành cho những các cái căn phòng khách vừa và lớn. Và cái tên thứ ba chính là bộ bàn ghế cửu long bát mã với đoạn dài lên đến 2m8. Và bộ bàn ghế này thì được kỳ vọng rằng là sau khi hoàn thiện sẽ sán ngôi hai người anh người chị đi trước. Hãy follow kênh của Đồ Gỗ Phương Thao để có thể xem chi tiết của ba bộ bàn ghế và các sản phẩm đồ gỗ nội thất trong thời gian sắp tới nhé.